เชฟเป็นสุดต้องเนี่ยดูหนาเอ้ยก็มาเต้าก็อย่างงี้ไอ้เก่งก็ปลาโม่กูรู้เอ้ยนะโจชอนกูรู้สุดต้องนะโจแตกเลยแต่เพื่อนเขาไปเขาเจ๊ชิมะเนี่ยอยู่ไหว到了，那在我脚的，翻呢呢。哇！啊，怎么了？怎么发现呀？嗯，发现脚伤了。哎，哎，太累了。肚里呀，肚子呀，哈，背呀，脚脚呢？好，我肚子姐姐长毛。 啊，木脚山豆，你好，嗯，各位震动多少？慢慢哦。先搞个啥子东西啊？啊，搞个啥子东西？你好。 무샤의 어두너 썼다잖아 빵하 응 뭐 이리로 봐 난 좀 부여라
Đã mình sẽ bắt chị theo tu liền gọi là sọt ra. Xin nhớ cho liêu. Bé hai gần nên tôi bắt bé ua. Nên chị cả lý chê. Bé ua bé lô. Nè ở tôi thay đua, nè ở tôi thay nặng kề. Nè lại thỏ bê nè. Nè lại xỉa kha. Ê, đa cho đồ bê nè. Bê chè khứng bún nó lại. Bé luôn năng mong à, nói như lúc giác khoa. Nói như lúc giác khoa hầu chí hả lúc giác. Bư. Lúc giác chê. Tên ô thư có chuyện thân nặng gấp mà tôi ạ. Lúc giác sao hầu con à. Hoa gọi. 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 Chị nói chè tới ở trong tôi của tôi chè tôi cho là chè tôi khó sống chú lo thì kia đi lo ông tôi ở lo nát lại lo sát thì lo nát lo thì kia đi nè chè ô cô đã ta tu ta li bây giờ nhỏ có mấy lút lỡ lỡ lút lỡ đặt ta lỡ đâu mà nó chúa chỉ tao ta li lỡ bây giờ thay một vị thiên yếu cháo à giờ chúng mình tôi ba bé với nô li tôi để lúc bò lại mà chúa bò này thì tôi đợi thân thở lắm quê cho nên một sai cứ chặt chẽ nó cho nó thôi là rồi da liền theo lần thứ tôi là cho đến chờ sẽ vài nơi sẽ bỏ chuyện mong với ý công này chỉ là sai ứ tàu nữa lúc nào chỉ là lúa ở bê thay bê ra một vị đá vậy ở đây luôn đàn nó luôn đàn nó chỉ là sợ cho xe à dùa hoặc là cứ lấy đi xong là cho sân đông chị cho bé lú cho sân chúa chị cho à chi lú đang thấy gì luôn nè à.
đợi nó một chỗ bó bé ứ chừng sang cả lớp huế chân đông lớp huế chân đông lúc đi ó xí nó tuổi ứ chừng ua ó bé luôn gì nè có chân đông đợi mấy chân đông ấy mong ít sự sợ chế này ạ giờ hãy tìm mỗi chỗ vườn đông mà à vợ chỗ vườn đông là dân trong cơ thể đó chỉ mà chỉ mua vườn đông đi chơi à ô xe vòng gắn sứ chị lúc nãy lúc chê ô bắt chị lời rõ bó cử nãy lúc chê này lúc chê nó lo tại sao hãy nhạc nhạc cơ lý nè nhạc cơ lý cho bó cử trong mặt thế lý rõ lại nè ứ chẳng em đi là chỗ lúc khó cho là chẳng ta tạo xua thế rồi bao chín không sợ ta nữa chị ứ cho khó cho lọ thò lại lại thế chú nói chị lú ở bé thay thay một vị bé lú mẹ mẹ ấy nè họ mua chi lú lo lo tại sao cho sao tao nói chị cho lo lo cho mẹ mẹ chị hỏi đó cho nên hoa cho nhẹ cho nhỏ nè thở bé sân đèn tư mua cho mua thế cho nhẹ dạ cho lo cho nó nên chị hãy cho nên mua cho họ cho nên cho nhẹ cho chị hãy cho em chị mẹ cho bé cứ ta cho liều bé chị ô hô lửa cho bé tôn trả kê thay một vị thế kê là ô bé cháu chế thế kê sổ là cá thế chế ô yô khứ ta xuyên cho đi ô yô chỉ cho tôi chỉ tôn nó đi ô cho nó thổ cho chị nó yô vô lý nè cô cháu chị cô yô tôi cho hồ lũ ba lông nó sư thân đau khương cầu đi nè chị bỏ hết tiền kia là chị kia chị ô li ô bé chúng tôi biết bé một chế cho nên mà tất cả những cái sai cho chế nó đi bằng thang đâu không đi nè à, nên chế mà chế chế đua thế chế đông sứ đấy chị mà tại vì nó chế sống ít thu sống là dùa ở thôn ít thôn đông là dùa suy chế họ tự là nhẹ lên nhẹ lên nhẹ xin à cho nên đông cho sống đẹp bỏ nó là đôi lúc chế bỏ lên dùa tan cho xứ nhưng chỉ mới ít thu phải dùa một giờ là hay thì ra dùa một giờ đó rồi nè chế ít thu sống là xứ tí học cột phá rồi họ ít vô cho nó lo là chế ít vô tí học cột phá rồi chẳng mấy chế ít thu học cột phá hoàn cảnh là ít chỗ mấy sự kiện thì ít chỗ chip phá rồi nè chế ít lúc chế nó tay vô yếu lo ốp bột chuột thế là ít lúc đi nó nè họ sống nó chè những than đầu cưng gầu đi ít lúc chè nó chè bóng đầu tuôn cái nhát cho họ chè những than đầu cưng gầu đi nè chè ừ ta ừ dọ họ ăn nó thế ừ sợ tụ la cá nó thế yếu sống ít bột chè nhạt thế than thấy ít bột chè nhạt chè những sĩ nhân đầu cưng gầu đi chè sĩ nói ra yếu cho họ lười chè yếu yếu đầu à nghiệp bằng sợ chỉ mua tao là chủ ô lấy cho nó cho bé sẽ đèn mù lò chế cu và bằng kia lên nè nó lớn nó lớn đi lò lò chỉ nói chế bán nó chỉ tư chả lò nó lò thì kia đi rồi nhà khỏi chỗ đó chỗ đúng không được chứ tục khó nào rồi này, chờ, này tôi ngã luôn, trông nó mòn được nó mòn chảo chơi, chẳng đúng này chơi này luôn, chả ta rồi thế, ô, tôi phỏng nam mới chẳng thích kia,
ไม่ก็ถึงได้ไม่ก็ถึงได้ไม่ก็ต้องมาเนี่ยกระเจาะเลยเหรอเรียนเลยเหรอ